Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh KC Cuộc Sống Muôn Màu. Nếu Việt Nam có thành phố sương mù Đà Lạt, thì Malaysia có thành phố trên mây, đó là cao nguyên Genting. Đi cáp treo, giờ chuẩn bị mua vé cáp treo. Đi lên cáp treo, lên casino đúng không? Đó, đây là vé nè. Cách thủ đô Kuala Lumpur chừng 60 cây số, cao nguyên Genting nổi bật khi tọa lạc trên đỉnh núi cao hơn 2.000m so với mực nước biển. Cao nguyên này nằm ở địa phận giữa hai bang Pahang và Selangor của Malaysia. Nơi đây được mệnh danh là thành phố trên mây bởi các độ cao ấn tượng. Địa điểm này được mây bao phủ quanh năm, không chỉ sở hữu cảnh quan thiên nhiên ấn tượng mà còn là trung tâm giải trí hiện đại bậc nhất khu vực châu Á. Lên mấy phút ta? 10 phút. Một gái cưng thì không quay mặt con gì. Bố ở dưới là khả năng là thủ đô. Giống chỗ thiên bụng quá ha. Có cái tháp cái dọc cái thôi, cái thiên mụn đẹp hơn đúng không? Ừ. Nó này chỉ có cái tháp với cái nhà ở đâu trên đây. Nằm ở độ cao hơn 2.000m so với mặt nước biển, Genting Malaysia có nền nhiệt mát mẻ quanh năm, dao động từ 14 đến 27 độ C. Đây cũng là một trong những lý do lớn thu hút khách du lịch đông đảo đến đây tham quan quanh năm. Cộng với đặc điểm nhiệt đới ẩm, gió mùa nên khí hậu tại Genting cũng mang nét tương đồng với những khu vực khác tại Malaysia, là thường xuyên mưa, ẩm ướt quanh năm. Ôi đẹp quá. Đẹp quá. Ở trên này mà nó xây nhà là mắc lắm đó. Vận chuyển lên. Bên này nó xây rất sạch. Đẹp quá là đẹp. Ôi chịu hoa mắt trong mặt. Trên tay rút ra. Chúng đại đủ. Trời ơi. Đất rộng mênh mông. Malaysia có bao nhiêu thành phố rộng như này? Không, cũng nhiều lắm. Nhiều. Mênh mông. Tập trung em điệu cổ luôn. Mà nhưng mà đây là một thủ đô đúng không? Thủ đô chỉ có một cái thôi. Nhưng mà rộng rất thủ đô này. Ừ, cũng không có lãnh đạo 250. Chụp dưới đây mà đẹp. Chụp cái tấm này. Còn đang xây dựng quá. Ừ. Mà tuốt trên cao mà dẫn chuyển thôi cũng đúng. Dẫn chuyển tặng gì vậy cô vô? Cái gì á? Dẫn chuyển xây dựng cho mình. Xe con nó lên được. Hãy trải nghiệm cáp treo Genting Skyway. Cao nguyên đã nằm ở độ cao ấn tượng. Tuy nhiên, bạn hãy thử một lần trải nghiệm với cáp treo tại đây. Bạn sẽ có cơ hội ngắm toàn cảnh cao nguyên
từ độ cao ấn tượng, nơi bạn có thể hòa mình vào mây, thưởng ngoạn vẻ đẹp địa hình đồi núi một cách bao quát nhất. Giờ mở cửa cáp treo từ 7 giờ sáng đến 12 giờ trưa hàng ngày. Giá vé khoảng 8 ringgit một người. Cáp treo nối giữa ga Awana giữa đồi đến ga Sky Avenue đỉnh đồi với chiều dài 2,8 cây số và độ cao là 620 m. Khoảng thời gian di chuyển là 10 phút. Ồ, nó đang xây nhân tạo kìa. Nãy xây luôn rồi. Ồ, xây luôn rồi. Nhìn nó khiếp vậy. Ở trên cao gì á giờ mới thấy đẹp. Hùng vĩ. Như xuống kia mình như xuống tiền hả? Rồi xuống tiền là cái gì đó đây. Đây nhờ nó trên cao thôi. Ở casino màu sắc là đúng là mã vàng. Sky. Welcome to Sky. Red. Uống cà phê đi xuống. Rồi rồi, mấy cái trò chơi kia mình có được chơi không? Đó, mua vé thì gọi được chơi rồi. Vé bao nhiêu vậy? Ê, casino hả? Phải casino ta? Hay là trung tâm gì? Trung tâm thôi. Thôi trung tâm thôi hả? Đi theo đoàn hay đoàn? Đoàn đâu? Ai đây? Đây, cái nhà đó. Lên tầng 4. Cáp treo. Hàng cuốn xuống tầng 3 và tầng 2 thì là trung tâm thương mại luôn. Nếu ở dưới bên đó thì là tầng 4 luôn nha. Tầng 3, tầng 2 trung tâm thương mại, ở dưới tầng 1 nha thì là nhiều nhà hàng ăn uống luôn. Casino nằm ở đâu? Nhìn thấy cái sân khấu không? Cái sân khấu bên phải là đi vào, bên trái là đi ra luôn. OK, chỉ cần xuống tới tầng 1, tầng 4, xuống 3 lần thang cuốn xuống tới tầng 1, sau đó đi hướng bên đó thì là casino rồi nha. Đây, vô cho cả nhà chơi tới. 4 giờ mình tập trung ở đây. OK. Tới 4 giờ. Trên tiền tầng 4 đi xuống tầng 3. Bước xuống khỏi cáp treo, cảm giác đầu tiên là hệ thống vui chơi giải trí bề thế, hoành tráng và cực kỳ hấp dẫn. Điều này lý giải vì sao mỗi năm cao nguyên Genting thu hút hàng triệu lượt khách du lịch nước ngoài từ khắp nơi đổ về và đem lại nguồn thu cực lớn cho du lịch Malaysia.
trung tâm giải trí bậc nhất tại châu Á. Cao nguyên Genting được mệnh danh là thành phố trong mây hay thành phố giải trí, nằm cách thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia khoảng 50 km. Từ những năm 60 của thế kỷ trước, nơi đây được xây dựng trở thành khu nghỉ mát và vui chơi cao cấp của Malaysia, được mệnh danh là Las Vegas của Malaysia với những sòng bạc lớn nhất châu Á cùng nhiều khách sạn hoành tráng. Các sòng bạc ở Genting được trang bị một số lượng máy đánh bạc khổng lồ, hiện đại bậc nhất thế giới, với đủ mọi trò và mở cửa 24/24 vào tất cả các ngày trong tuần. Những sòng bài này hầu như chỉ dành cho du khách ngoại quốc, vì phần lớn người Malaysia theo đạo Hồi không được phép đánh bạc. Cổng vào casino. 4 giờ mình tập trung tại điểm phòng thủ nha. Rồi giờ là gia đình mình tự do tham quan nha gia đình mình. Đây các trò chơi của trẻ em. La quá trời la. Nếu trong chuyến đi của bạn có mang theo trẻ nhỏ thì đừng quên ghé thăm công viên Thêm Bạc, lạc chân vào nơi này, lũ trẻ con hay thậm chí ngay cả người lớn cũng sẽ khó ra về vì có quá nhiều trò chơi hấp dẫn. Công viên được chia thành khu giải trí ngoài trời và trong nhà. Tại công viên Thêm Bạc, du khách có thể tham gia vào hơn 50 kiểu đu quay mới lạ, trượt roller coaster cảm giác mạnh, tham gia hành trình thám hiểm bầu trời với những cơn lốc xoáy hay cưỡi phi thuyền bay vào không trung rồi rơi tự do không trọng lực. Bên cạnh đó, du khách còn có cơ hội thăm khu vườn băng giá với những bông tuyết rơi rơi cực lãng mạn,
hay trượt tuyết, bay lượn như siêu nhân rồi quay người 180 độ lộn nhào xuống mặt đất, hoặc chèo thuyền bơi giữa hồ rộng mênh mông. Cùng ngồi lên một chiếc xe cổ tích với các chú hề để dạo chơi một vòng, ngắm nhìn toàn cảnh cao nguyên Genting. Cầu thủ đến cao nguyên Genting ăn gì, chuyến du lịch Malaysia của bạn sẽ trở nên trọn vẹn nếu được thưởng thức những món ngon mang hương vị đặc trưng. Nền ẩm thực Malaysia khá đa dạng phong phú, là sự trộn lẫn giữa nhiều nền ẩm thực từ Trung Hoa đến phương Tây. Genting Highland là một thành phố hiện đại trên cao. Đến đây, bạn sẽ trải nghiệm ăn uống tại các nhà hàng và hầu như sẽ không được thưởng thức những món ăn của người dân địa phương hay ẩm thực đường phố. Giờ đứng bên cạnh á, thấy thường ông kêu quá trời kêu.